Đại thế giới đều như chỉ chiếm khán đa thái nhị, vì mong liệu nếu yêu truy, phải sự yêu đáp chi. Chỉ quan thế nhỏ đi quyến chỉ, mỗi ngày đều lý sự sự, mong như tưởng trung như, ly khai sinh biệt, sự yêu tưởng thuyết đi, vì hâm hoàn mi thuyết như.差一些狂想能开始，差一些和他能相恋，错过了万次，明日再别兜圈，难承受再次失落无言，沦为消失的片段。从前知道得太少，原来肯去追才是一生重要。Không sao chứ? Không sao. Tinker đã nói cho tôi biết rồi. Nói gì cho cô biết vậy? Tôi biết anh thất tình, nhưng mà thất tình không có nghĩa là mất hết cả thế giới. Nói lung tung thôi. Tuy tôi không biết cô gái đó là ai, nhưng mà tôi cảm thấy cô không biết trân trọng anh. Không có nghĩa là trên đời này không có ai nhìn thấy mặt tốt của anh. Vậy hả? Anh tên Đinh Tín Hy mà, phải tin tưởng hy vọng. Với lại còn người bạn thân như tôi ở bên cạnh anh nữa mà. Cảm ơn. Cùng nghe nha. Cũng được. Maybe you're right this time. I'm caught in the place that we are. Maybe it's time for a reevaluation now that we made it this far. Tell me the reason, help me to understand. How did we get here again? Ooh, seeing the light of a dream on the other side, wondering how it will end. Lần này cảm ơn cô nhiều lắm. Phiền cô làm những chuyện này cho em. Nói toàn những chuyện này, cô cũng muốn má con em tốt đẹp vậy. Nè, má Banda. Ba Dương. Chào gì? Má dẫn thêm đứa em tới đây không ngại chứ? Em mà. Không sao, phải, không sao. Nhận luôn rồi. Ngồi cho đi. Nên cũng là dì nuôi của mô mình. Chúng ta đều là người một nhà. Dì nuôi. Xin chào. Anh sửa miệng cũng nhanh thiệt nha. Má Banda. Lần trước con làm cho mô mình buồn như vậy, con thật sự khó xử lắm. Con hy vọng lần này chính thức xin lỗi má. Hy vọng má cho con thêm cơ hội. Má Banda thì dạy học mấy chục năm rồi. Học trò hư thì gặp rất là nhiều. Lần này con đã phạm lỗi lớn. Nếu còn tái phạm thì đuổi khỏi trường. Con sẽ làm một học trò tốt. Mô mình thích. Chuyện gì mọi người cũng ủng hộ. Chỉ cần cả hai người cùng nhau vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Tụi con biết rồi. Con sẽ cố gắng bảo vệ và yêu thương mô mình. Tụi con dự định năm sau thì tụi con đám cưới. Đám cưới? Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngày này. Cuối cùng con cũng có thể có gia đình riêng của con. Từ đã nhất định phải hạnh phúc vui vẻ có biết không? Tụi con biết rồi dì Nguyệt. Vậy hai con có định tổ chức ở đâu không? Con và chính chỉ đều sợ phiền phức, cho nên định mời bà con bạn bè ăn bữa cơm là được rồi. Ăn một bữa cơm thôi sao? Không được. Việc lớn trong đời đương nhiên phải tổ chức thật long trọng, để lại một kỷ niệm đẹp mà. Nè, tụi con thích tổ chức ở đâu? Hay là ra nước ngoài đi? Con thích kiểu hoàng cung hay kiểu lâu đài, dì đều có thể sắp xếp cho tụi con hết. Dì Nguyệt nói đúng đó. Nhưng mà chuyện đám cưới có nhiều chuyện phải tính quá. Tụi con không muốn làm phiền gì. Tụi con có ý tưởng rồi. Phải đó. Mặc kệ thanh niên đi, muốn làm gì thì làm ha. Tụi nó có suy nghĩ của tụi nó rồi.
Cũng phải. Xin lỗi nha. Dì vui mừng quá. Thế mừng quá thì dì quên mất bản thân. Không sao. Uống trà. Phải chứ. Cảm ơn. Ba, bản kế hoạch số quá công ty đó con đã chỉnh sửa hết rồi. Vậy thì sẽ đơn giản quá toàn bộ quá trình công việc. Ý của ba thế nào? Ba không đếm xỉa tức là mặc kệ con. Thông minh chút đi. Tử Tuấn đâu? Sao nó không ăn chè? Nó ở trong phòng, nó là có việc làm. Sáng sớm trốn trong phòng làm việc, có siêng năng như vậy không? Alo bà Trương hả? Xin chào. Lần trước tới dự đám cưới của con bà, đám cưới tổ chức tốt lắm. Tôi muốn hỏi bà có giữ số điện thoại của người tổ chức đó không? Cái gì? Con gái tôi? Không phải. Sao cả bữa tối cứ nói chuyện đám cưới hoài phải. Cháu gái nuôi của dì đám cưới. Làm gì nuôi mà cũng tận tâm vậy sao? Vậy phiền bà lát nữa gửi số điện thoại cho tôi nha. Cảm ơn nhiều, bye bye. Có những người rảnh rỗi không có gì làm, coi người ta là con gái của mình luôn rồi. Anh cũng biết nó là rảnh rỗi không có gì làm. Không chừng người ta không có nên muốn có một đứa thôi. Luna, mau ăn đi cho nóng. Em đó, bỏ công tổ chức đám cưới cho người ta, dành chút tâm trí cho gia đình đi. Nếu Luna thật sự không dành tâm trí cho gia đình thì bây giờ bà đâu có ngồi ăn chè thư giãn như vậy. Tử Tuấn á, nó trốn ở trong phòng kìa, chắc chắn là vô trỏng chơi xe buýt rồi. Em quan tâm người ngoài như vậy thì cố gắng dạy con của em đi. Em là má của nó như vậy sao? Được rồi, em sẽ coi chừng Tử Tuấn. Tặng cho mua mình sao? Cảm ơn. Đám cưới nó mà, phận làm gì nuôi, tặng cặp vòng cho nó cũng phải thôi. Nghĩ tới con gái mình hả? Sao con biết? Trước khi dì lấy ba con, cậu đã cho người điều tra dì. Nói dì có đứa con gái, nhưng không còn nữa. Nếu nó còn sống, có lẽ cũng lớn bằng mua mình. Có thể dì sơ ý coi nó là con của mình. Có khi nào mô mình chính là con của dì không? Bình thường con thấy dì rất là lo cho cổ, rất quan tâm cổ. Cổ đám cưới dì rất là vui vẻ. Con biết dì thương cổ lắm. Một mình dì giữ bí mật này suốt bao nhiêu năm nay, dì không thấy mệt sao? Con có thể làm hốc cây cho dì. Con là người nhà của dì mà. Người nhà không phải nên như vậy sao? Phải. Mùa mình là con của dì. Bản thân dì không nên thân. Lúc học lớp 11, dì bị bạn học làm cho mang thai. Sau đó anh ta theo gia đình đi di dân, không còn quan tâm dì nữa. Sau đó thì dì nghỉ học, ba đuổi dì ra khỏi nhà. Má dì lén lút kiếm căn nhà cho dì ở. Nhưng lúc đó dì còn nhỏ, dì ẵm theo đứa con, hoàn toàn không biết làm sao sống. Sau đó dì còn bị bệnh trầm cảm nữa. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Có phải bị sốt không? Đừng khóc nữa mà má ẵm con đi khám bệnh nha. Giấy đăng ký khai sinh thuộc địa Hồng Kông, bệnh viện Đức Diêu KK, tương lai trước sở sở.
Tại sao cô khờ vậy hả? Hả? Có cô ở đây. Có cô ở đây. Cô ơi. Lúc đó bệnh trầm cảm của dì nghiêm trọng lắm, ngay cả bản thân dì cũng lo không nổi, huống hồ phải lo cho mơ mình. Nếu dì không từ bỏ nó, dì biết dì nhất định sẽ ôm nó chết chung. Cho nên dì đã đưa ra quyết định rất tàn nhẫn. Dì đã ký giấy từ chối quyền nuôi dưỡng nó. Sau đó dì còn đổi luôn tên. Tên gốc của dì là Trương Sở Sở. Sau đó dì biết má Banda đã nhận nuôi nó, lại biết nó từng hư hỏng. Bấy lâu dì không dám đối mặt, chỉ là thỉnh thoảng đi gặp má Banda, hỏi thăm tình hình của nó. Thực tế dì không có can đảm gặp lại đứa con này. Cả đời dì hối hận nhất chính là tự tay bỏ rơi đứa con này. Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ cổ cũng sống rất tốt. Dì gặp lại cổ, có định nhận lại cổ hay không? Nếu nó biết dì là má của nó, dì sợ từ nay nó sẽ không đếm xỉa tới dì. Con không nghĩ như vậy. Con cảm thấy cổ đã gạt bỏ mọi chuyện trước đây rồi. Nhưng mà bây giờ nó có cuộc sống của riêng nó, thỉnh thoảng dì lại có thể gặp nó, vui với nó, dì mãn nguyện rồi. Không dám có bất cứ yêu cầu nào. À phải, con... Đừng nói với cổ chứ dì. Yên tâm đi, con là hốc cây của dì mà. Cảm ơn con. Sao dì khách sáo vậy chứ? Dì nợ con mà. Con cũng là con của dì. Cặp dòng sau này của con muốn dạy chút. Đeo đầy hai tay chịu không? Dì nói đó nha. Chín 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 sáu. À, còn thiếu bốn cái thôi. À, yeah, trứng bất thảo nguyên khí. Cảm ơn nhiều. Ba cái. Nè, mọi người mau kêu hơn thân phụ lão của mọi người, anh em chú bác tự ủng hộ tôi nha. Mười ngàn. Đạt rồi, mười chuyện ngàn. Gì vậy? Ở chuyện gì vậy? Nè, con làm gì cao hứng vậy? Ông ngoại, chứ? Con có 10.000 rồi, 10.000 đó. Vui mừng như vậy, chắc là trúng độc đắc rồi, 10.000 phải không? Không phải, là 10.000 fan đó ông ngoại. Cũng nhờ lần trước ngoại vô phòng con mới được quan ninh như vậy thôi. Sao? Nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ông ngoại tân thời nhất của mình. Ơn. Chúng ta cho ngoại trái tim đi. Nè, đây nè. Cũng vậy hả? Cảm ơn mọi người. Yes. Vậy là được rồi hả? Khoan đã, đợi một lát. Alo. Phải. Hợp tác quảng cáo. Không cần vấn đề. Trời ơi, sao cô lại chuyện gì vậy hả? Sông lên. Đi. Đi đâu chú? Đang đi đây. Trời ơi, nặng quá đi. Ôi, anh xách giùm em. Em cầm chỗ nào? Nè, mọi người có qua người ta phát like không vậy? Có. Em tới thăm anh sao? Mọi người có thật sự là fan hâm mộ không? Có giữ trái tim của người ta không vậy? Đừng. Anh hai. Em về nhà đi. Sao lại về nhà chứ? Người ta đặc biệt tới đây để cảm ơn Tử Phi. Cũng nhờ Tử Phi em mới có thể ký quảng cáo chia lợi nhuận với kênh cấp nhất thôi. Chị Phi, ra ngoài làm việc rồi. Vậy tôi đi trước. Đừng mà. Lâu mới tới chơi. Hay là tự sướng một tấm đi có được không? Đương nhiên là được rồi. Chụp hình đi. Chụp hình đi, mặc kệ cô ta.
Có cần vậy không? Để người ta lạm dụng còn cười tươi nữa thu thì Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ chụp bấy nhiêu thôi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và hôm nữa tôi sẽ lần đầu tiên phát lan ngoài trời. Mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Tinker đây chứ. Chào. Hôm nay Tinker đây sẽ lần đầu tiên phát. Mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Là lần đầu tiên phát lan ngoài trời. Hôm nay cách ăn mặc này của tôi có phải rất tươi mới không? Nè, lát nữa tôi sẽ cùng ông ngoại đưa mọi người đi lựa trái cây, làm kem dưỡng da, thiên nhiên, khỏe mạnh, giống như tôi vậy. Nè, lát nữa chúng ta gặp lại, hứa đó nha. Ông ngoại! Ông ngoại! Tới giờ ra ngoài rồi. Ông ngoại đi đâu rồi? Ông ngoại, hai cậu này da mỏng nhưng ngon, thêm một cái đi. Anh hai, thịt bò viên anh thích nhất nè. Cảm ơn nhiều. Đừng gọi tôi là anh hai. Chẳng qua tôi chỉ nể mặt đôi cánh ánh sáng mới giúp cậu lần này thôi. Lần sau không ngoại lệ đâu. Đối với cao thủ thực sự mà nói, cơ hội chỉ cần một lần là đủ rồi. Cậu thật sự cảm thấy đủ hay sao? Sở thích của em tôi... Yên tâm đi, có kế hoạch sẵn. Tình hình sao rồi? Tôi có động tĩnh, tôi cài tai mắt dưới nhà của tiên cơ. Bây giờ đón qua bển giùm cậu. Chúc may mắn, vui chơi đi. Tình hình sao rồi? Mục tiêu đang ở trước mặt. Tiên cơ thê thảm lắm, bị ông ngoại cho leo cây. Bây giờ còn có chút lo sợ nữa. Tính sao? Hắn tỉnh cũng giống chơi game vậy. Chú trọng chiến thuật, chú trọng nghệ thuật thao tác. Là thắng hay thua, coi chúng ta làm sao phối hợp. Vậy cô cảm thấy phần thắng lớn tới cỡ nào? Over. Chúng ta dụ ông ngoại bảo vệ thành công rồi. Bước thứ hai là lúc cổ đang hoang mang hụt hẫng, cần có người giúp đỡ nhất, thì bồi thêm một cú. Có phải ngoại hình này của tôi rất dễ thương? Gọi là gì đây? Không. Sao túi sách bị rách vậy? Trời ơi, đúng là vụng về quá. Anh Huy, cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Anh có thể giúp tôi một chuyện không? Sao hả? Có cảm nhận được mặt nạ này làm bằng trái cây gì không? Anh chỉ biết tay của em mịn màng, dễ chịu lắm. Rất dễ chịu. Thần quyền bùng nổ. Bố trí đã xong. Hướng trên, hướng dưới, hướng giữa. Cuối cùng hôm nay Thiên Cơ đây cũng đã tới chiến trường rồi. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là chuối và cam. Protein và vi sinh tố của chúng có thể làm cho sắc tố trầm lắng, xóa mờ vết thâm. Có phải rất kỳ diệu không? Dùng chuối để làm mặt nạ, ngoài việc nhất định phải chọn trái chín. Tới rồi. Rồi cái đã. Vì sao cô không chụp đi? Cậu có thể cho điện thoại ăn trước, sao không tự mình ăn đi? Hướng dưới có kẻ thù, một chiếc xe tăng, một chiếc yểm trợ. Over. Cường và giáo sư trái chi quy. Rico, phóng quay vật đi. Đây là Hồng Kông mà, bắt quay vật ở đâu chứ? Hướng 10 giờ đó. Ê, hey, đồ biến thái, dám lợi dụng tôi hả? Không có. Không có. Sao vậy? Còn nữa không có hả? Xong rồi. Ê kì, chiếm tháp đi. Nghe rõ, over. Ê, cả đám đồng đội heo nè. Thì ra mấy nãy chuối và cam nặng vô cùng. Tiên cơ thật sự phải ngồi nghỉ. Em mệt, để anh xách giùm cho em. Sao lại đây vậy? Em nói hôm nay phát lai ngoài trời mà, anh tôi ủng hộ thôi, anh tới rồi nè. Trời ơi, đương nhiên không phải. Người ta vẫn còn độc thân đó. Người này chỉ là fan. Fan hâm mộ của tôi thôi. Giỏi thiệt nghe anh truyền thuyết. Tôi thật sự rất cảm ơn fan hâm mộ nhiệt tình này. Nhưng mà mọi người bắt đầu ganh tị rồi. Hay là anh buông ra trước đi? Không được. Anh là fan hâm mộ hàng đầu mà. Nhất định phải dùng hành động ủng hộ rồi. Đưa cho anh.
Không cần đâu, anh buông ra đi. Không sao đâu. Anh cứ buông trước đi. Được rồi, cứ đưa cho anh đi. Anh kêu anh buông ra. Nè, buông đưa ra. Cho anh nè. Anh trả. Xin lỗi nha, anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh hoàn toàn không có ý nếu đâu. Nếu có thể xin lỗi thì trên đời này đâu có hắn tử. Có một cụ kiếm ăn của tôi bị anh làm hư hết rồi. Anh không cố ý mà. Anh không cố ý nhưng anh có ý với tôi. Anh có ý với tôi cũng không sao. Nhưng anh đừng để tôi biết. Dù sao tôi cũng là người nổi tiếng. Tôi có 10.000 fan hâm mộ. Anh có gì chứ? Anh biết là anh không có tư cách. Nhưng mà anh chỉ muốn em vui thôi. Muốn tôi vui thì cũng đơn giản thôi. Mang tấm lòng của anh đưa lên trên mạng. Biến những ý tốt đó thành bông hoa hay trái tim gì đó gửi cho tôi là đủ rồi. Anh có làm mà. Nhưng mà anh lại không nghĩ ra nông nổi này. Không nghĩ là đúng rồi. Ngay cả PTGF chúng ta cũng không phải. GF thì càng không thể em trai. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhà rối tung vậy chứ? Bị người ta cậy cửa. Nhà mình bị người ta cậy cửa. Ăn cắp cá sao? Thường thì cậy cửa chỉ xảy ra ở biệt thự lâu ngày không ai ở, với lại những nơi thiếu quản lý, cho nên lần này chúng ta bị cậy cửa kỳ lạ lắm. Toàn là nhảm nhí. Anh Tiểu Tam đâu mất rồi? Cũng may sáng nay ra ngoài còn nhốt nó ngoài ban công đó. Nghĩ hoài cũng không hiểu, đúng là kỳ lạ. Những thứ hơi mắc một chút của chúng ta thì cũng không có mất. Luôn cả máy tính của con cũng nằm bất động ở đây nè. Hết rồi, lần này hết thật rồi. Hết cái gì? Hôm qua em phát like, mặc cái áo sơ mi nổi tiếng đó. Biến mất rồi. Quan trọng lắm. Giới hạn toàn cầu đó ông ngoại. Không sao, ông ngoại mua cái mới cho con ha. Bây giờ không còn bán nữa. Có phải cái này không? Đúng rồi, chính là cái này. Còn mất cái gì nữa không? Hết rồi. Ông ngoại, không phải cậy cửa, là cuồng mê. Cuồng mê hả? Cái gì? Em cứ suốt ngày phát những đoạn phim ổng nghẹo khó nghe, kéo theo không biết người nào đó coi. Liên quan tới em sao? Phát trực tiếp ngoài trời để người ta biết em ở đâu. Bé Ân à, con thật sự phải cẩn thận một chút. Mạng xã hội, quan trọng nhất là an toàn, công khai chuyện riêng tư, giống như nhà của mình vậy đó. Nè bé Ân, con vậy thì phải. Khoan đã. Có khi nào chuyện này giúp ích cho chuyện lực truy cập không? Lập tức phát like, đưa tin cái đã. Mẹ, bình tĩnh ơi. Nữ thần đám cưới rồi, bây giờ buồn lắm. Cập nhật mới nhất, thì ra bạn trai của nữ thần vẫn còn hẹn hò với người cũ, có phải làm gì? Đừng bước tới đây mà. Xin chào. Moment, hay chúng ta đi uống nước đi, được không? Cũng được, tìm cà phê bên này nha. À, không phải, uống trà đi. Uống trà hả? Có thời gian đâu, tôi đi mua cà phê, mua luôn phần của anh. Thôi chết rồi. Đinh Tĩnh Hy, Moment, mà cách cũng ở đây. Hay là ngồi chung đi. Thôi đi, tôi đi trước. Bye bye. Ê, mọi người nói trước đi hả? Ê, xin lỗi. Tử Phi gọi anh tới, nó có chuyện muốn bàn với anh. Lúc anh tới tiệm cà phê mới biết thì ra cổ ở đó. Lần này hợp tác có thể hủy bỏ. Không nên. Không nên vì chuyện của hai chúng ta cản trở sự phát triển của công ty. Nhưng mà anh đã hứa với em từ nay không gặp cổ nữa. Hay là vậy đi, vụ này anh hoàn toàn giao lại cho Tử Phi để cổ tự lo. Em tin anh đi. Em tin anh. Đúng là lúc trước anh có nói anh không muốn mua nhà, muốn tập trung vào sự nghiệp của mình. Nhưng mà bây giờ anh không nghĩ vậy nữa. Anh muốn đầu tư vào tương lai của chúng ta. Anh muốn xây dựng một gia đình thuộc về chúng ta.
Trời. Trương Thể Nguyệt chính là Trương Sở Sở. Đó là má ruột của con. Phải. Nhưng năm xưa cổ có nỗi khổ. Vậy còn má? Sao má có thể như vậy chứ? Má là người thân nhất của con, sao má lại gạt con? Má biết là lỗi của má, nhưng tình hình lúc đó rất phức tạp. Sau khi Thể Nguyệt sinh con ra còn bị bệnh trầm cảm, hôm cổ bỏ rơi con, xém chút nhảy lầu tự tử. Sau đó con vô trường của má, má phát hiện con sẽ tự làm hại bản thân, má thật sự lo lắm. Cho nên má đã quyết định phải chăm sóc con, phải chung sống với con. Sau đó Thể Nguyệt lấy Dương Thủ Cần, cổ sợ sau khi con đi theo cổ sẽ biến thành đứa con quan, cho nên tiếp tục để cho má chăm sóc con. Tất cả mọi người đều cảm thấy làm vậy là tốt với con nhất. Cho đến khi con và Thể Nguyệt gặp lại, sau đó cả hai người cùng nhau giấu con, đúng không? Con thật sự rất thất vọng về má. Má xin lỗi. Con thực sự không biết được trên đời này con còn có thể tin ai. Moment à, là lỗi của mọi người, là mọi người sai. Nhưng con nhất định tin má và Thể Nguyệt đều muốn tốt cho con. Bỏ đi. Con muốn được yên tĩnh một mình. Moment. Alo. Xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận việc, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Chào, đây là bản đồ giao thông hoạt động tình nguyện của thứ ba tuần sau. Sao có tờ giấy này? Tăng cường an ninh. Ở Trường Lai, con cũng tới rồi hả? Nè, hay lắm, tối nay có đồ ăn, gói sủi cảo, vô đây ngồi đi. Cảm ơn ông ngoại. Nè, mấy đứa nhanh tay lên đi, nếu không á còn lâu lắm mới được ăn à. À bé Ân, trời, con cẩn thận tay của con nè, nếu không ăn sủi cảo một hồi ăn luôn cả móng tay của con đó. Em đi vệ sinh thường xuyên không rửa tay như em vậy không? Rồi có dư hơi nữa, có người ở đây đó. Dạ phải, lỗi tay em. Anh hai à, có chuyện gì?
Điên rồi hả? Đinh Tính Ân, điên rồi hả? Cười một chút có tốt hơn không? Vui mừng có lúc, buồn rầu có khi. Con nghĩ trong những lúc này cần nhất đó là cái gì chứ? Hi heo hả? Bé Ân, bình thường ông ngoại dạy tụi con như thế nào? Ăn no cái bụng, ăn no thì ngủ. Đúng rồi. Một giấc tới sáng, mặt trời ló dạng, phiền não gì cũng không còn nữa hả? Tụi con làm nhanh lên đi, nhanh lên, nếu không á không có được ăn đâu. Tại nó cứ ham chơi ngoại coi con nè. Không phải, ngoại coi con gói nhiều cái lắm rồi. Nè, anh coi lại anh đi. Đừng ba. Nè, nghiêm túc đi. Ăn chè nữa. Ông ngoại nấu đó ngon lắm. Cảm ơn. Có tâm sự hả? Tính Hy à, bây giờ tôi đang suy nghĩ, thật ra có phải tôi rất muốn đám cưới không? Hay là do lúc trước tôi bị ruồng bỏ, cho nên tôi muốn có một gia đình thuộc về mình. Lúc nhỏ tôi sợ chích lắm. Ông ngoại dạy tôi đừng nhìn cây kim, nhìn vào cái đồng hồ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Ý anh nói thời gian có thể làm người ta quên đi đau khổ? Không phải. Phải phân tán sự chú ý. Sau đó y tá bước vô cắm thẳng cây kim vào. Ây da, đau lắm luôn á. Xin lỗi nha, tôi không biết cách an ủi người khác. Phân tán sự chú ý chứ gì, cũng rất hiệu quả. Thử cái đã. Không phải hôm nay đi coi áo cưới sao? Tới đây để làm gì? Sao lại nói dối chứ? Anh nói dối gì chứ? Tối hôm qua em gọi cho anh nói là anh đang họp. Nhưng mà em thấy anh đang chở một cô gái khác ở trong xe. Cô chỉ là đồng nghiệp ở kế công ty anh thôi. Anh không muốn giải thích nhiều quá nên không nói với em. Anh và cô không có gì. Có thể những gì anh nói là thật, nhưng quan trọng nhất là em không còn tin tưởng anh nữa. Hôm anh và Rosina gặp nhau làm em nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bản thân em cũng đã nói em nghĩ nhiều quá thôi, đừng nghĩ nữa thì được rồi. Nhưng mà em không thể kiềm chế được. Lúc em và anh gặp nhau, anh bỏ đi nghe điện thoại, em sẽ rất lo. Mỗi lần em gọi cho anh không nghe, em liền suy nghĩ thật ra anh đang đi chung với ai. Em không phải là lần đầu tiên kiểm tra điện thoại của anh, kiểm tra những cái cuộc gọi của anh. Không sao hết, em muốn kiểm tra cứ việc kiểm tra. Nhưng mà em không muốn như vậy đâu, em không muốn biến thành như vậy, anh có hiểu không? Chiếc nhẫn này em trả lại cho anh. Lúc trước em cũng nói muốn đám cưới mà. Anh thừa nhận lúc trước anh lo làm việc lơ là với em, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vô ích thôi. Cái em cần là cảm giác an toàn, nhưng ngay cả niềm tin cơ bản như anh cũng không thể cho em. Em cần cảm giác an toàn chứ gì? Chúng ta đám cưới đi. Chúng ta lập tức tuyên thệ, lập tức đăng ký. Marcus, mau buông ra đi.
Wow, sao uống xa vậy? Sao vậy hả? Một mình đòi chia tay với tôi. Trời, sao vậy chứ? Cô nói giữa chúng tôi không còn niềm tin. Cậu không tin tôi nữa. Anh có nói chuyện lại với cổ không? Tôi thật sự không có gạt cổ. Không có thiệt mà. Tôi thật sự rất yêu cổ. Nhớ uống canh. Ngô Mình, là má gạt con bấy lâu, má xin lỗi. Má Panda, từ nay cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ rơi con. Không có đâu, má nhất định không bỏ rơi con. Lạnh hả? Sao cô lại đây vậy? Tới bơi thôi. Ra sức bơi như vậy, bao nhiêu chuyện không vui cũng không còn nhớ nữa. Margaret kêu cô tới hả? Không phải, tôi quan tâm bạn bè thôi. Thật sao? Cô và ảnh rất là hợp ý. Những chuyện tình cảm trước giờ tôi không có ý kiến. Không có chút ý kiến gì sao? Với tư cách là bạn, tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người ra nông nổi này. Nhưng tôi là người ngoài cuộc, không tiện nói quá nhiều. Vậy để dành hơi sức cùng bơi đi. Nhưng mà với tư cách chị em, tôi có chuyện cần nói với cô. Có nghĩa là cô đã biết hết rồi? Luna nói hết với tôi rồi. Dì cũng nói cô đã biết hết rồi. Chắc chắn là má Panda nói với bà. Luna tốt lắm, vừa tận tâm lại lo cho gia đình. Chúng tôi thật sự không thể thiếu gì được. Tôi biết bất thình lình có thêm người mẹ đương nhiên rất khó chấp nhận. Nhưng tôi cảm thấy có thể thử gặp thêm vài lần. Cô nói bà rất tốt, bởi vì cô từng chung sống với bà. Nhưng tôi không có. Trong cuộc đời của tôi, bà chưa bao giờ xuất hiện. Cho nên tôi không dự định chung sống với bà. Cô có thể bắt đầu từ số 0 mà, với lại từ từ làm. Cũng như cô nói, chuyện tình cảm tôi không có ý kiến. Chắc chắn bị lạnh rồi đó. Bơi thêm một vòng đi, cái gì cũng trút bỏ hết. Ăn được một nửa rồi ngủ không? Người đó chính là ngoại của tôi.
Trời ơi, mọi người không được cười ông ngoại của tôi sẽ giận đó nha. Thôi được, lần sau mới tiếp tục phát like cho mọi người coi. À, nhớ tôi đó nha. Ông ngoại à, ngoại đúng là diễn tốt lắm, giỏi hơn anh Tam, tài hơn anh Tư. Cũng còn làm vậy, tức là gạt người ta. Đúng là có gạt, nhưng không phải gạt người, là gạt like thôi. Bây giờ là thời đại gạt like mà. Vậy có phải không có cảnh bụng trống ăn sáng không? Đại thế giới đều như chỉ chiến khán đa thái y, vì mong liệu nếu yêu chơi, bị sự yêu đáp chi. Chỉ quan thế nhỏ đi quyền chỉ, mỗi ngày đều lý sự xin. Mong như tưởng trung như, ly khai thân biệt, thì có muốn nói đi, vì hận hoàn lý thuyết y. Bạn nên đi hành đa tiền một điểm, bất nên đi như kim tài khai sự, nào có hội nguyện ý, vì hận tối ngày đi sự. Nhân lì đi xa xuyên, chỉ đong đạm như một kết quả đi thiên lý sự, vì hồ bất dũng cảm đi truy chân chính mục tiêu.